chắc là để cho các anh mình hình dung được tổng quan về cái farm nuôi này của anh Út, thì chắc là mời anh Út mình có thể chia sẻ thêm qua, ví dụ như là khu này là diện tích mình bao nhiêu, rồi hiện tại giờ thì đã thả tôm vào thời gian nào, rồi mình nuôi được bao nhiêu, và hiện tại giờ tôm mình sang ra như thế nào, và cũng như là cái độ mặn ở khu vực này như thế nào đó, tổng quan giống như là cái nào để cho mọi người hình dung. Dạ, mời anh Út. Là tổng diện tích là 2,5 hectare. Thì em có làm 3 cái ao nuôi. Cái ao, một ao 1.000 và mỗi 2 ao kia mỗi ao 900. Thì cái diện tích nuôi của mình là tổng 3 ao đó là 2.800. Thì mình có cái 5 ao chữ nước. Nhưng mà trước kia mình nuôi theo quy trình của kháng sinh đó, thì cái lượng nước là thay không xiết luôn, không đủ luôn. Thay dữ lắm, thay nước dữ lắm, thay cứ 4 tấc, 5 tấc, 4 tấc, 5 tấc không à. Mà kỹ thuật nó vô nó cứ nói là mình thay nước ít nước kẹo không, mà người ta la mình thay muốn chết luôn, mà thay không xử lý nước không kịp luôn đó. Mà nó cứ chê hoài à. Rồi cái từ khi mà công ty Bình Minh giới thiệu qua cái chương trình mình nuôi theo vi sinh đó, thì áp dụng theo vi sinh đó, thì nói chung là mình rất là nhẹ cái vụ thay nước. Nước thì mình thay thì hàng ngày thì mình si phong cái lượng nước mất đi á, thì mình thay xả ra thêm chút đỉnh để mình bù nước lại thôi. Có thể là mình thay một ngày có một tấc nước à, mà nước lại rất là sạch, mà tôm lại khỏe nữa. Còn trước kia mình nuôi theo quy trình của kháng sinh, trời đất ơi, thay nước nhiều rồi nó gớt tôm. Mà tôm không được khỏe mà nó gớt nhiều nữa. Còn bây giờ mình thay nước ít mà lại là tôm, cái lượng tôm nó hao cũng ít nữa. Có sự khác biệt hả anh? Dạ, khác biệt lớn luôn á. Dạ, lớn. Rồi cái lượng nước của mình á, mình trữ á, mình thay rất là nhẹ luôn. Mình nhẹ cái khâu xử lý nước vậy đó. Mình chỉ chi phí giảm nhiều. Hồi trong năm mình nuôi sai 40 con á, mình bán giá rất là có luôn nha, có giá đạt giá luôn đó, 155.000 ký đó, mà mình tính ra chi phí mình trên tới 100, nhưng một ký trên 100.000. Quá trời rồi, 55 con như mấy nó lớn dữ. Đó, bởi vì cái lượng tôm á, mình cái sản lượng mình ra vậy, cái trừ lại cái chi phí mình không có lời bao nhiêu hết trơn. Còn cái khâu bây giờ mình nuôi theo cái quy trình vi sinh thì nói chung rất là nhẹ. Mình 45.000 nữa. Dạ, 45.000 vậy. Nói chung so với cái quy trình của vi sinh này á, thì tôm nó phát triển rất là tốt, nó lớn nhanh lắm. Dạ, kháng sinh thì mình cho ăn kháng sinh nó chậm con tôm dữ lắm. Nó chậm hồi lúc mà theo em so với hồi cái thời điểm mà vụ hồi trước Tết á, thì khi mà em sang tôm á, nuôi theo quy trình kháng sinh ấy ha, em một tháng em sang ra nó tới 950 con. Một tháng á. Là chậm dữ. Bữa em sang là cái ngày đó là 32 ngày thôi. Dạ. Tôm nó có 400 ngoài con. 400 con. Dạ. 440. Dạ. Tốc độ lớn vậy á. Cũng giống của vô Bình Minh luôn. Dạ, giống này của Bình Minh luôn. Dạ, thẻ của Bình Minh. Rồi quy trình thuốc men cũng của Bình Minh. Mình nuôi theo quy trình của vi sinh. Cái mật độ trước khi mình sang là mình đã vào là mật độ nhiêu anh? À, mình thả tổng cái lượng tôm mình thả đó là luôn cái công ty hỗ trợ cho mình luôn đó là 590. Ra là thấy tỷ lệ đạt cao anh. Đạt hầu như là đủ sát á. Dạ, giai đoạn ban đầu trong quá trình mà mình chỉ bông vào lúc nhỏ đó, nó có hào lai gai không anh? À, từ khi thả xuống á, mà mình theo dõi hàng ngày đó, mình để mình chi phong mình ấy nó rút nước 3 ngày đó, mình rút nước mình thay đó. Dạ. Mình rút nước cái đáy nha, chi phong thì không có thấy tôm nhỏ nó, tôm hao nó ra. Dạ, nói chung là nó hầu nó đạt đó, tới chừng khi mà không? Dạ, không thấy hao luôn. Tôm nhỏ nước cái 3 ngày chi phong là không, tôm nhỏ nói chung là em không có chi phong. Em không có chi phong, chỉ là mình rút nước nhẹ nhẹ ra, mình kiểm tra coi nó có bị hao không vậy đó. À. Dạ. Phân nó mình không có thải ra, không có thải không ra. Dạ, mình rút nước ra nó ăn đâu có nhiều đâu anh. Dạ, thành ra cái số lượng phân nó rất là ít, nước nó ít lắm. Ít 7-10 ngày đầu ăn cái đâu có mấy trăm. Có nhiều đâu. Dạ, cái mấy trăm gram à. Dạ. Mấy ngày đầu ăn có 200-300 gram, 400 gram. Chỉ là 10 là không xi phong. Dạ, ít xi phong lắm, không có xi phong. Dạ, chút ra nước à, dạ. Rồi cái mình chăm cái lượng nước bù lại thôi, lượng mình xả ra cho nó mất nước mình bù lại thôi.
so với cái quy trình kháng sinh trước đây á, là giai đoạn đầu này anh Si Phong thấy quá hao anh? Giai đoạn đầu á, Si Phong thì từ 20 ngày trở lên á, mình dạ. Si Phong thì nó mới có là lai gai vài con. Kháng sinh là quá hao rồi. Dạ, sao kháng sinh là hao nhiều á, kháng sinh là bắt đầu lúc đó là nó hao rồi. Hao từ ngày nào anh? Tầm khoảng 15 ngày đó, mình lúc đó nó ăn hơi mạnh mạnh lên là bắt đầu nó hao rồi. Dạ. Dạ, nó bắt đầu ngớt dài. Dạ. Rồi cái bắt đầu nó. Luôn. Dạ. Dạ. Còn cái phần là bên vi sinh thì nói chung là rất là ít, tôm nó hao rất là ít luôn đó, mà nước rất là sạch. Dạ. Còn không phải như bên kháng sinh đâu, kháng sinh thì nói chung là khi mà tôm nó hơi nhiều, nó ăn cái lượng thức ăn nhiều rồi là bắt đầu nó vô dữ lắm. Dạ. À, em quan sát trong cái quá trình mình nuôi á ha, thì cũng như cái giai đoạn mình kháng sinh với vi sinh đi, những cái phao, cái dây của mình á, trong kháng sinh đó, nó rất là dơ. Nó dơ, nó đóng tới dây, đồ phao, đồ đóng dữ lắm. Nó dơ rồi cái bạc mình á, cái dưới cái ao á, nó sẽ bị nhớt. Nó nhớt rồi mình đánh thuốc liên tục luôn mà vẫn bị nhớt. Dạ. Còn cái quy trình vi sinh này nước rất là sạch, phao mình với dây đồ là không có bị đóng dơ bạc, đâu nghe. Bạc cũng không đóng luôn ha. Dạ, bạc nó nhám lắm anh, càng đang vi sinh nó càng lên rồi là bạc càng sạch luôn. Anh đi cái như là bạc mới mình không có bị dơ gì đó. Cái vi trình vi sinh này càng lúc mới vi sinh càng lên á, cái nước ở trong ao mình nó sáng càng cái bọt nó dung mà giờ dung hết ao luôn vậy đó. Cái vi sinh nó lên á, càng lên thì bọt càng dữ luôn mà nước càng sạch. Dạ. Cái này nói chung cái bọt của mình bây giờ vẫn là sạch anh, chứ không phải là bọt dơ như là bên thằng kháng sinh đâu. Trên nó xài vớt dục bỏ không nghe. Trời ơi nhớ cái con nhô vớt hùng không? Lấy cái thùng đựng vớt khiêng ra. Trời ơi, em đánh tẩy bạc xuống một cái rồi hả thầy cho hả vớt cả ngày luôn hả? Trời ơi nó vớt. Nó nhớt nhợt rồi nó vô trời đất ơi vô dữ luôn á. Vi sinh là bọt lên. Vi sinh lên là bọt lên, vi sinh càng lên bọt càng nhiều. Bọt trắng là tốt. Cái môi trường mình của vi sinh này đó, rất là ổn định. Dạ. Tại vì cái lượng nước mình bù vô nó không có đi bao nhiêu nước, thành ra cái môi trường nó ổn định hơn là cái vụ mà mình thay kháng sinh. Dạ. Kháng sinh mà mình thay nước nhiều quá, nhiều khi nó đứt tảo hả, cái tảo muốn chết luôn. À. Rồi cái môi trường nó thay đổi dữ lắm. Dạ, như là mình dùng quá chất rồi nhiều đó, mình tẩy rồi đó thì tảo nó cũng bị hư. Nó bị chết. Dạ. Dạ. Nhưng mà hàng ngày là mình Si Phong bao nhiêu lần anh, so với hồi trước thì như thế nào? À, nói chung là nuôi theo cái quy trình vi sinh thì mình hơi tích cực Si Phong chút, tại vì mình Si Phong mình loại bỏ cái cặn cái dơ đi để cho nước nó được sạch hơn. Còn cái mình một ngày á, như quy trình vi sinh này á, thì một ngày mình thay mình Si Phong tới 5 lần lận, mỗi lần như vậy là mình rút Si Phong tự động đi một chút thôi mình, nhưng mà để cho cái môi trường nó được ổn định. Xả thôi, xả quanh thôi. Dạ, xả mở quanh xả thôi. Mình cứ là Si Phong có tôm có ra. Nó ra cũng vài con thôi anh, nó ra như là những cái con đó là những cái con nó đã yếu rồi, nó gom lại đúng là mấy con đó yếu không đó. Dạ. Tôm yếu không à, mình Si Phong nó sẽ ra. Dạ. Nó ra cái con mấy con đó chứ mình tiếc mấy con đó là nó cũng rớt à. Dạ. Tại vì mấy con đó thường thường là nó đã yếu rồi. Ra mà nhiều quá, ra nhiều quá. Mà gần ít ra anh. Dạ. Mà bên kháng sinh ra nhiều lắm à. Cái sinh ra dữ lắm luôn á. Không hết á ha. Ủa anh ơi, mình không thay nước vậy đó, rồi cái hàm lượng khoáng với cái hàm lượng bicarbonate anh thấy so với cái quy trình trước đây, quy trình kháng sinh mình xài anh thấy nó giảm so với quy trình trước đây khoảng bao nhiêu nhiêu lần á? Giảm nhiều lắm anh. Nếu mà như theo cái thằng đi cạc với mà cái lượng khoáng mình bù vô á, là mình bổ sung cái lượng nước thôi. Cái lượng nước mình cho vô thì mình bù lại cái phần đó thôi. Nó giảm nhiều lắm, giảm tới 7-8 phần luôn á. Dạ, nó giảm nhiều lắm. Nói chung là cái quy trình vi sinh này chủ yếu là mình cấy mang thường xuyên để cho nó con vi sinh nó lên thôi. Chứ còn mấy cái khoáng với mấy cái kia là mình chỉ bổ sung thôi. Mình bổ sung thêm, từ đầu mình đã có sẵn rồi, cái lượng nó đã đủ rồi, bây giờ mình thay là mình chỉ bổ sung. Kiểm tra nước nó có thiếu bằng tim đó. Dạ, kiểm tra là thiếu nó cái chỉ tiêu yếu thì nó đâu ít biến động á, biến động nó nhu cầu nó ít lại. Chỉ cái canxi magie trong nước nó còn là nước đó mình giữ nguyên mà. Giữ nguyên mình đâu có thay bao nhiêu nước đâu. Dạ mình chăm bù lại thôi. Thay nước là mình phải bổ sung lại từ đầu. Thì bây giờ cũng như em cho ăn 5 cử đó là thì mỗi 3 ao thì mà thì 50 kg thì 5 cử thì 250 kg, nhưng mà em ăn không có cho ăn tối đa tới 250, em cho nó ăn hơi thiếu bù để mà. Nhưng mà cái mô hình này của tụi em có cái là mình không phải là tôm cứ ăn hết nhám,
là tụi em sẽ cho tặng cái khác. Tại vì thật ra nguyên tắc là khi mà con tôm mình, tụi em sẽ đẩy mạnh câu chuyện là con tôm nó tăng cường sức đề kháng, nó khỏe thì cái khả năng hấp thu thức ăn nó sẽ tốt hơn. Nên là không phải bình thường những mô hình khác là người ta sẽ ép cho nó ăn càng nhiều càng tốt, còn của tụi em là làm sao mà cho nó khỏe để nó hấp thu chất dinh dưỡng thức ăn tốt. Chứ còn nếu như mà nó chưa sẵn sàng để khỏe mà mình cứ ép thức ăn á, là nó ăn như nó sẽ ra ngoài hết trơn. Nuôi mô hình này là hệ số thức ăn của đàn thường nó không cao, thường nó sẽ thấp hơn so với mô hình nuôi kháng sinh á, là khoảng 0.3. Ví dụ giống như kháng sinh nó khoảng 1.3 đi, hệ số thì thường của tụi em chỉ khoảng 1 chấm.